kênh Bất Động Sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại đường này là đường Trần Xuân Độ cho quý anh chị, thuộc thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu nha. Hướng em đang quay hướng này là hướng về quốc lộ 55 nha quý anh chị. Hướng ra công an huyện Long Điền nè, ra mộ cửa nha. Phía trước mình là vòng xoay Võ Thị Sáu nha quý anh chị, quẹo phải là lên thành phố Bà Rịa nha, cách thành phố Bà Rịa 2 cây nha quý anh chị. Đi ra quốc lộ 55 đúng không quý anh chị, nếu mà quẹo phải là cũng về thành phố Hồ Chí Minh nha. Quẹo trái là về biển Hồ Tràm Hồ Cốc nha quý anh chị. Về biển Long Hải cũng được, chạy thẳng quanh kia ra tỉnh lộ 41A là về biển Long Hải, cách biển Long Hải là 9 cây nha quý anh chị. Rồi hướng ngược lại nha. Hướng này thì chạy thẳng ra Dương Bình Mai nè. Quẹo phải là cũng về quốc lộ 55 luôn. Quẹo trái là lên trung tâm thị trấn Long Điền, ngay chợ Long Điền luôn nha quý anh chị. Ở đây gần hai chợ, là một là chợ Ngãi, hai là chợ Long Điền nha quý anh chị, cách vài trăm mét thôi. Đất của mình thuộc trung tâm thị trấn Long Điền nha. Đây hôm nay có sản phẩm đây, đây sát vách nhà luôn nha quý anh chị, sát vách nhà ra đây. Bên này nhá, đây sát cái nhà từ bên này đây, từ bên vách nhà này qua đây 4 mét, sâu vô là 30 mét cho quý anh chị. Đây em nói lại nha, từ vách nhà này qua đây 4 mét, sâu vô là 30 mét nha. Quý anh chị nào mà thích lô đất mặt tiền đường Trần Xuân Độ này, alo cho em, giá cực kỳ mềm luôn nha quý anh chị. Rồi hiện tại em sẽ để giá trên phần mô tả nha. Giá em để trên phần mô tả. Khu này là khu kinh doanh buôn bán nha quý anh chị. Đây nè, quán phở, quán ăn nè, rồi tạp hóa nè, rồi rửa xe nè, nói chung là tất cả các khu kinh doanh là ở đây nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà thích kinh doanh buôn bán mặt tiền Trần Xuân Độ thì liên hệ cho em nha. Đó đây. Em xin nói lại, diện tích là ngang 4, sâu vô là 30. Có 80 thổ cư vô quý anh chị. Quý anh chị nào mà thích lô đất này liên hệ cho em nha, 0906 779 152. Rồi để em quay sổ cho quý vị xem, để em báo giá luôn nha, tại vì giá cực kỳ mềm nha quý anh chị. Mặt tiền đường Trần Xuân Độ nhưng mà giá rất là mềm nha. Cũng tại vì lý do là chủ hiện tại đang ở Sài Gòn, đang có việc gấp nên là cần bán cái giá này rất là mềm nha quý anh chị. Lô đất mình là nằm ngay mặt tiền đường đôi Trần Xuân Độ nha, thuộc thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Cách thành phố Hồ Chí Minh về đây là cách tầm 90 cây nha quý anh chị, 90 cây nha. Đây ngang 4 nè, sâu vô là 30 nè. Có 80 thổ cư nha. Mặt tiền khu kinh doanh buôn bán luôn nha quý anh chị. Rồi để em quay sổ cho quý vị xem nha. Đây thửa đất mình là sổ mình đây cho quý anh chị, thửa đất số 35 này, tờ bản đồ 97, địa chỉ là thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu nha. Diện tích là 117,5 m², tức sử dụng riêng nha, mình có sử dụng cây hàng năm khác nhưng mà lên 80 thổ cư rồi nha quý anh chị. Rồi quý anh chị nào mà thích lô đất này liên hệ cho em nha. Đây nè, lô đất mình nằm ngay đây nha quý anh chị. Ngang 4 sâu 30 nha quý anh chị. Rồi cảm ơn quý anh chị xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.